Lần đầu tiên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não, với kiếp mổ hoàn toàn là các thầy thuốc của bệnh viện. Kỷ lục tại Việt Nam, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lấy 7 mô tạng người chết não ghép tạng cho 6 bệnh nhân. Đây là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Việt Nam năm 2018 do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn. Ngân hàng mô đầu tiên tại Việt Nam chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động với chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển mô, cung ứng mô cho các cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học, cung ứng trao đổi mô với ngân hàng mô khác, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc trao đổi mô nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu y học. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khai trương khu khám bệnh theo yêu cầu. Người bệnh được trực tiếp khám và tư vấn cùng các chuyên gia đầu ngành là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảm thiểu các thủ tục hành chính và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao của người dân. Đường trên cao có chiều dài 139m, có mái che sẽ giúp nhân viên y tế dễ dàng di chuyển người bệnh đến các tòa nhà để thực hiện các chỉ định như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm. Khu nhà trọ cho người bệnh với tổng diện tích 800m² và 224 giường đã giúp người nhà bệnh nhân có thể nghỉ ngơi, tắm giặt với mức chi phí 15.000 đồng một ngày. Với quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt bệnh nhân khám mỗi ngày, sau khi dự án hoàn thành, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại Hà Nam. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển giao hơn 100 kỹ thuật cho bệnh viện vệ tinh. Chỉ đạo phẫu thuật trực tuyến giúp bệnh viện vệ tinh cứu sống bệnh nhân bị chấn thương sọ não nguy kịch. Thành công 3 ca ghép tim từ dự án chuyển giao kỹ thuật ghép tim từ người cho chết não. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử chuyên gia lên Lai Châu phẫu thuật cứu nạn nhân trong một tai nạn thảm khốc, chuyển 3 bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Dịch vụ khám sức khỏe tổng quát của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đáp ứng nhu cầu thăm khám và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cán bộ, viên chức, nhân viên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Với đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại giúp chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả. Bên cạnh tổ chức dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn triển khai dịch vụ khám sức khỏe lưu động trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Không chỉ tập trung vào các hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn phát huy hiệu quả công tác hỗ trợ từ thiện, là cầu nối hiệu quả giữa các nhà hảo tâm với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời tổ chức thành công nhiều hoạt động an sinh xã hội. 1.658 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, kêu gọi và tìm kiếm thân nhân cho 8 người bệnh vô danh. Tổng giá trị hỗ trợ là 5.500.000.000 đồng. Suất ăn từ thiện dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với tổng trị giá 1.400.000.000 đồng. Tổ chức các chương trình khám bệnh từ thiện tại địa phương, phục vụ hơn 3.000 lượt khám đạt giá trị 365.000.000 đồng. Bệnh viện ký kết hợp tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, Công đoàn Dệt may Việt Nam, tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều chương trình hiến máu nhân đạo. Trong năm 2018, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có 4 câu lạc bộ dành cho người bệnh được ra đời, nâng tổng số câu lạc bộ dành cho người bệnh lên 6 câu lạc bộ với nhiều quy mô khác nhau. Năm 2018 vừa qua, với cái sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết một lòng của hơn 2.000 cán bộ, viên chức, thầy thuốc và nhân viên y tế của bệnh viện, thì Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức của chúng ta đã đạt được những cái kết quả hết sức là đáng khích lệ. Và chúng ta đã giành được nhiều cái thành tích mà như là cái đánh giá cao của Thông tấn xã Việt Nam cũng như là của Bộ Y tế. Và có thể nói rằng là những cái thành tích đấy đã thể hiện được cái tầm vóc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một cái bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt, là một bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối, chỉ đạo ngành trong cả nước. Một cái điểm mà rất quan trọng là sau năm 2019 thì bệnh viện chúng ta sẽ triển khai 3 cái dự án. Thứ nhất là cái dự án xây dựng cái trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày, là một trong những cái cơ sở mà để chúng ta có thể thay đổi cái bộ mặt của bệnh viện và nâng cái chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh được tốt hơn. Thứ hai là 2 cái dự án về telemedicine do Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ và cái dự án về xử lý nước thải. Đây là 2 cái dự án sẽ, một là cái dự án sẽ làm cho cái bộ mặt về công nghệ thông tin của bệnh viện sẽ trở thành một cái đơn vị hàng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế.
Và cái dự án xử lý nước và chất thải thì sẽ giúp cho bệnh viện trở thành một cái cơ sở xanh sạch đẹp giữa lòng trái tim của thủ đô. Ngoài ra thì một nhiệm vụ rất quan trọng của chúng ta đấy là tiếp nhận và đưa cái cơ sở 2 của chúng ta, một cái bệnh viện rất hiện đại tại Hà Nam đi vào hoạt động. Và chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta sẽ cố gắng làm sao để chuẩn bị để tất cả về nhân tài và vật lực để chúng ta khi mà nhận bàn giao cơ sở 2 thì đưa cơ sở 2 đi vào hoạt động một cách có hiệu quả. Có thể nói rằng là có rất nhiều cái công việc đang chờ đợi cái đội ngũ cán bộ thầy thuốc, nhân viên y tế của chúng ta trong năm 2019. Chính vì vậy cho nên nhân dịp xuân 2019 sắp tới, xuân Kỷ Hợi, thì thay mặt cho Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời mong ước một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều cái kết quả tới toàn thể các cán bộ, viên chức, thầy thuốc và nhân viên y tế của bệnh viện. Tôi cũng chúc cho các người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức nói riêng và những người bệnh cần phải điều trị nói chung sẽ được đến được gặp được những cái bệnh viện, những cái thầy thuốc có tấm lòng lương y từ mẫu và sẽ được điều trị đúng bệnh, đạt cái kết quả cao và sớm được trở về với lại gia đình trong cái dịp xuân mới.